chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình Chủ nhật ngày 26 tháng 5 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%. Hưng Yên điểm sáng về thu hút vốn đầu tư. Chủ quan phòng chống cháy nổ với các hộ kinh doanh kết hợp nhà ở. Xử lý nghiêm hành vi gây rối trật tự công cộng. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vừa có chỉ thị về việc chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, ngăn chặn sai phạm trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh cơ bản được chuyển hóa và đi vào nền nếp. Nhờ đó, những phiền hà, nhũng nhiễu nảy sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cơ bản được đẩy lùi, chi phí và thời gian của người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch với các cơ quan hành chính nhà nước được tiết giảm. Tuy nhiên, từ năm 2023 trở lại đây, việc giải quyết thủ tục hành chính tại một số cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu tiêu cực. Theo đó, công chức viên chức trong quá trình thực thi công vụ cố tình làm sai quy định hoặc áp dụng không thống nhất quy định pháp luật, lạm quyền xây dựng cơ chế xin cho, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Điều này đã và đang gây bức xúc dư luận, làm phát sinh những phản ánh kiến nghị kéo dài, vượt cấp, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh. Để chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, ngăn chặn phòng ngừa sai phạm trong giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động, đầu tư, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng sở ban ngành thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, quán triệt chỉ đạo công chức viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính. Việc từ chối giải quyết thủ tục hành chính phải được thể hiện bằng văn bản của cơ quan người có thẩm quyền, chỉ được từ chối giải quyết thủ tục hành chính khi và chỉ khi lý do từ chối được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính. Quán triệt chỉ đạo công chức viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, liên thông giải quyết qua bộ phận một cửa thuộc cơ quan đơn vị theo quy định. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính bắt buộc phải số hóa, cập nhật dữ liệu trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Đối với những hồ sơ thủ tục hành chính quy định phải thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông nhưng không được tiếp nhận qua bộ phận một cửa thuộc cơ quan đơn vị, không được số hóa, cập nhật dữ liệu trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh thì không được xem là hồ sơ hợp lệ và không xem xét, xử lý, giải quyết theo quy định. Tăng cường tự kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan đơn vị và các đơn vị thuộc quyền quản lý nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, cương quyết thay thế và công bố công khai thông tin công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý có hành vi nhũng nhiễu, chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện không đúng quy định, từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính bất hợp pháp, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Công khai số điện thoại đường dây nóng 02213 524 524 tổng đài 1022 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã, tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện nghiêm quy định về xử lý, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, không đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian xử lý, kịp thời tháo gỡ, đề xuất cơ quan có thẩm quyền, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về quy định hành chính nhằm khơi thông các nguồn lực xã hội, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Thủ trưởng các sở ban ngành thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan thông tấn báo chí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị này đến từng cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Trần Quốc Văn.
quý vị và các bạn, trong tháng 5 năm 2024, Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh Hưng Yên đã xử lý, giải quyết trên 9.370 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99,8%. Thời gian qua, Trung tâm luôn bám sát chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, theo dõi, giám sát chặt chẽ công việc, đảm bảo theo nội quy quy chế hoạt động của Trung tâm, đồng thời xử lý kịp thời các kiến nghị phản ánh của người dân và doanh nghiệp. Bộ phận hỗ trợ thủ tục hành chính ngày càng phát huy hiệu quả. Lượt tư vấn giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp, tư vấn qua hệ thống tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 ngày càng tăng cao. Trong tháng 5 này, Trung tâm đã tiếp nhận trên cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa của tỉnh trên 8.300 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt trên 73%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,8%. 100% sở ngành có thủ tục hành chính tại trung tâm thực hiện nghiêm quy định về số hóa hồ sơ. Tổng số tiền phí lệ phí thu được là trên 1 tỷ 460 triệu đồng. Trung tâm đã chuyển trả các sở ngành và nộp ngân sách nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, với thuận lợi về vị trí địa lý nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, hạ tầng giao thông tốt, nguồn lao động dồi dào. Vì vậy, tỉnh Hưng Yên được nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài chọn làm điểm đến đầu tư. Dù trong bối cảnh kinh tế thế giới, trong nước có những thời điểm rất khó khăn, nhưng tỉnh Hưng Yên vẫn được coi là điểm sáng về thu hút vốn đầu tư. Tháng 10 năm 2022, dự án này của nhà đầu tư Hàn Quốc được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp sạch. Doanh nghiệp thuê diện tích 1,5 hectare để xây dựng nhà máy sản xuất các chi tiết, đầu nối và linh kiện ô tô. Tháng 6 này, nhà máy sẽ đi vào hoạt động. Tính từ thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư đến xây dựng nhà máy và đi vào hoạt động chỉ trong một thời gian rất ngắn, 9 tháng, chủ đầu tư rất hài lòng về điều này. Công ty chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chủ tịch tỉnh Hưng Yên, các ban ngành liên quan và Ban Quản lý Khu Công nghiệp Sạch. Cảm ơn mọi người đã tích cực hỗ trợ cho công ty chúng tôi. Nhà máy của chúng tôi ở Hưng Yên đã quyết định đầu tư để sản xuất phụ tùng ô tô và dự định ban đầu sẽ bắt đầu với một nhà xưởng và trong tương lai sẽ mở rộng quy mô và vận hành thêm các nhà xưởng khác trong khu vực được chỉ định. Để có thể tận dụng tối đa các điều kiện vị trí tốt của Hưng Yên, chúng tôi mong rằng cơ sở hạ tầng như đường xá sẽ được xây dựng thêm, nguồn cung cấp ổn định trong quá trình vận hành nhà máy, ví dụ như nguồn cung cấp điện ổn định, nguồn nhân lực có thể cung cấp dễ dàng và có chất lượng, và sẽ tốt hơn nếu có thêm chế độ trợ cấp giảm thuế. 4 tháng đầu năm, tỉnh Hưng Yên thu hút 9.000 tỷ đồng và 310 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư, gồm 49 dự án đầu tư mới, 21 dự án điều chỉnh tăng vốn, đa số thu hút vốn đầu tư vào trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Trong 17 khu công nghiệp hiện có của tỉnh Hưng Yên, Thăng Long 2 là một trong hai khu công nghiệp có diện tích lớn nhất và nhiều lần được mở rộng thêm để đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp và đầu tư. Tổng diện tích hơn 525 hectare, nhiều giai đoạn của phần mở rộng dù đang làm hạ tầng nhưng đã có doanh nghiệp đến đăng ký thuê đất, trở thành điểm sáng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tính đến giữa tháng 5 năm nay, có 109 dự án vào đầu tư trong khu công nghiệp này với số vốn đăng ký trên 3,5 tỷ đô la Mỹ, diện tích đất cho thuê đạt 75%. Có hai điểm nổi bật mà tôi muốn nhắn đến ở đây. Thứ nhất, khu công nghiệp Thăng Long 2 cung cấp một hệ thống cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn thế giới như hệ thống cung cấp điện ổn định, hệ thống cấp nước, công nghiệp, đường nội bộ. Thứ hai, chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời cho các nhà đầu tư, ví dụ như thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục thành lập dự án đầu tư. Chúng tôi còn tổ chức cuộc họp khách hàng hàng tháng để chia sẻ thông tin, tổ chức các sự kiện của khu như giải bóng đá, giải chạy tiếp sức, lễ hội mùa hè, giúp các doanh nghiệp rất hài lòng khi đến đầu tư. Khi các địa phương trên cả nước đều đưa ra những chính sách ưu đãi cao nhất trong khung quy định của pháp luật để thu hút vốn đầu tư, thì những lợi thế mềm như môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là hai yếu tố then chốt để hút vốn vào đầu tư. Điều này đang được Hưng Yên làm khá tốt. Năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI xếp thứ 14 cả nước, năm 2023 vươn lên xếp thứ 12.
Lũy kế đến nay, tỉnh Hưng Yên có trên 1.760 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 331.000 tỷ đồng và gần 570 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 7,3 tỷ đô la Mỹ. Đây là những con số đang tạo ra bước chuyển trong thu hút dự án đầu tư ở Hưng Yên. Trong năm qua, nông dân huyện Phù Cừ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa giá trị kinh tế thấp sang trồng vải trứng Hưng Yên, vải lai chín sớm giá trị cao. Đến nay, toàn huyện có khoảng 1.200 ha diện tích đất trồng vải, tăng gần 100 ha so với năm 2023, trong đó vải trứng có khoảng 350 ha. Ngoài hai xã Phan Xào Nam, Minh Tân, đến nay vải trứng đã được mở rộng tại các xã Quang Hưng với khoảng 20 ha và xã Đoàn Đào với trên 10 ha. Vải lai chín sớm có khoảng 850 ha tại các xã phía Nam như Minh Tiến, Tiên Tiến, Tam Đa. So với năm 2023, mỗi xã đều có thêm khoảng 20 ha diện tích trồng vải lai chín sớm. Sản lượng vụ vải năm 2024, toàn huyện ước đạt khoảng 15.000 tấn quả. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa giá trị thấp sang trồng vải giá trị cao là hướng đi then chốt trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp tại huyện. Có vô số nguyên nhân có thể dẫn đến cháy nổ mà khi biết được thì đã quá muộn. Tại những hộ nhà ở kết hợp với kinh doanh sản xuất thì nguy cơ này còn cao hơn nhiều. Vụ cháy vừa qua tại thành phố Hà Nội là một ví dụ. Tuy nhiên thực tế vẫn đang tồn tại sự thờ ơ, coi thường cháy nổ, nhất là những hộ sản xuất kinh doanh nhỏ trong khu dân cư. Phản ánh tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Nằm giữa khu dân cư đông đúc, nhà cửa san sát, cửa hàng sửa chữa xe máy này vẫn thường xuyên hàn xì ngay tại cửa. Phía trong nhà, không gian khá là chật chội, với chỉ khoảng vài chục mét vuông là nơi chứa xe máy cũ và các vật dụng đồ nghề. Chủ cửa hàng này cho biết đã trang bị bình chữa cháy, nhưng khi yêu cầu, tìm lại không thấy. Làm thì cẩn thận, đảm bảo được. Chữa cháy thì mình có bình thôi. Thế nhưng vẫn sợ, nhưng mà làm được bao nhiêu năm thì không bị, không cháy bao giờ. Hàn cái này thì không vấn đề gì, trừ khi nó bắn được cái tờ giấy có xăng chảy ra thôi, may bùng cháy rồi. Còn ngay phía tầng trên của cửa hàng tạp hóa này là khu nhà ở sinh hoạt của gia đình ông Nguyễn Việt Nam. Có thể do chưa xảy ra cháy nên ông vẫn rất chủ quan với một số thiết bị mà ông đã trang bị như chuông báo cháy và bình cứu hỏa đã mua từ nhiều năm nay đến mức không còn hạn sử dụng. Phòng ngừa thì có coi báo cháy và bình cứu hỏa, thế thôi. Rồi. Anh có biết xem cái này không? Cũng nói chung là chưa sử dụng các cái đồ này. Anh nhớ lại xem cái bình này đổi từ bao giờ? Đổi, nói chung là đổi lâu rồi, chưa sử dụng, chưa biết, chỉ biết là có đám cháy là xịt lên và phụt vào, thế thôi. Không biết nó còn hạn hay không? Không rõ lắm. Tương tự như vậy, với các kiosk kinh doanh quần áo, toàn đồ dễ cháy, nhưng chủ nhà cũng chỉ biết trang bị bình chữa cháy mà thôi. Trong khi có quạt điện, điều hòa, máy khâu, các sinh hoạt khác và cả thắp hương bàn thờ vẫn sử dụng bình thường mà không mảy may nghĩ đến việc có thể đây chính là những nguồn dẫn đến cháy. Tự gia đình ra kia ra quán kia mua thì vẫn thì chống cháy thì nhà cửa điện đóm thì bọn em kiểm tra thôi. Thắp hương thì nhà ai chẳng phải thắp hương anh. Trên địa bàn xã Giai Phạm có hàng trăm gia đình kinh doanh sản xuất tại nhà ở, nhưng hầu hết họ vẫn rất thờ ơ với công tác phòng ngừa cháy nổ. Trên thực tế, đã từng xảy ra cháy thiêu rụi toàn bộ một cửa hàng tạp hóa ở xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào vào tháng 4 vừa qua, mà nguyên nhân từ chập ở bóng điện. Hai vụ cháy ở làng nghề Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, nguyên nhân xuất phát từ máy bơm nước sinh hoạt của gia đình. Đây là những minh chứng cụ thể nhất cho việc chủ quan dẫn đến cháy mà nguyên nhân lại xuất phát từ những thiết bị rất thông thường. Vì thế công tác phòng ngừa cần phải được nâng cao ở mọi lúc, mọi nơi. Sáng nay tại trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh, tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và chương trình tiếp sức mùa thi khám bệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn năm 2024. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 được triển khai cao điểm từ ngày 1 tháng 6 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2024 theo các nhóm đối tượng thanh niên, gồm chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh và đề ra 11 chỉ tiêu để các cấp bộ đoàn, hội triển khai thực hiện. Năm nay, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè
sẽ có nhiều hoạt động thiết thực như mô hình dạy bơi miễn phí, cải tạo ao bơi, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi, các hoạt động tuyên truyền chuyển đổi số bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, hướng dẫn người dân chuyển đổi số và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tại buổi lễ, tỉnh đoàn đã trao tặng 10 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, triển khai chương trình khám bệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh, dọn dẹp vệ sinh môi trường, bóc gỡ biển quảng cáo sai quy định. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại, học sinh cuối cấp tại Hưng Yên đang trong giai đoạn ôn tập cao điểm, chuẩn bị cho hai kỳ thi quan trọng là tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Đây cũng là giai đoạn học sinh hay gặp áp lực, mệt mỏi, đòi hỏi gia đình, nhà trường và chính các em phải có những giải pháp cân bằng tâm lý. Trong kỳ tuyển sinh lớp 10 tới đây, em Thắng, trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, thành phố Hưng Yên đặt mục tiêu trúng tuyển vào lớp chuyên toán của trường trung học phổ thông chuyên Hưng Yên. Nhiều năm là học sinh khá giỏi, lại vừa đoạt giải nhì học sinh giỏi môn toán cấp tỉnh. Nhưng đứng trước kỳ thi quan trọng, Thắng vẫn cảm thấy lo lắng, sợ phụ lòng mong mỏi của cha mẹ thầy cô, sợ kết quả thi không bằng bạn bè. Lường trước được tình huống này nên cả Thắng và cha mẹ đã sớm xây dựng lộ trình ôn tập phù hợp và cân đối thời gian vui chơi giải trí. Trong lúc chuẩn bị cho kỳ thi này, em đã có những lần em bị căng thẳng, bị áp lực do điểm số và thành tích. Những lúc mà em bị căng thẳng thì em có thể thường giúp bố mẹ làm việc nhà, chơi cờ, đọc truyện để giúp giảm những cái căng thẳng này, tăng được hiệu quả trong việc học hơn. Chúng tôi cũng không bao giờ có sự so sánh con với cả các bạn, bởi vì là các con luôn luôn sợ một cái câu nói là con người ta. Chúng tôi chỉ có thể khuyên và động viên con thôi là con hãy cố gắng bằng hết khả năng của mình. Sớm xây dựng kế hoạch ôn tập với lộ trình chi tiết cụ thể cho từng giai đoạn cũng là cách mà trường Trung học phổ thông Kim Động giảm tải áp lực thi cử cho học sinh khối 12. Ban giám hiệu và các giáo viên đã xây dựng kế hoạch chi tiết đến từng tuần, từng tháng, theo từng chuyên đề cụ thể. Càng gần kỳ thi, cường độ ôn tập sẽ được giảm tải, không dạy kiến thức mới, không để xảy ra tình trạng ôn tập dồn dập, khiến học sinh mệt mỏi. Đồng thời nỗ lực xây dựng không khí ôn tập thoải mái và sôi nổi. Luôn luôn phải đồng hành cùng với phụ huynh để phụ huynh cũng hiểu được tâm lý của con trong giai đoạn này, giảm áp lực cho các con và quan tâm hơn đến cái thời gian nghỉ ngơi và dinh dưỡng của các con. Áp lực là điều cần thiết để học sinh có động lực cố gắng. Tuy nhiên, áp lực căng thẳng quá mức không chỉ hạn chế sự phát triển mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm sinh lý của các em. Các em cần sự thấu hiểu, quan tâm, động viên và đồng hành từ phía gia đình, nhà trường, thầy cô để có tâm thế tốt nhất bước vào kỳ thi. Các con sẽ cần hiểu được rằng là cái hành trình mà các con từ nhỏ cho tới đạt đến cái đích thành công của các con ấy, thì các con sẽ có rất rất nhiều những cái trải nghiệm khác nhau, và cái hành trình thi cử và điểm số ấy, nó chỉ là một phần rất là nhỏ trong cái hành trình đó thôi ạ. Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 của Hưng Yên sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 năm 2024. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2024, quốc lộ 39 thuộc địa phận phường An Tảo xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô không gắn biển kiểm soát do Nguyễn Văn Phát sinh năm 2007 điều khiển, chở theo anh Phạm Văn Minh sinh năm 2007 đều trú tại xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, và xe ô tô do anh Nguyễn Văn Tuân sinh năm 1981 trú tại tỉnh Sơn La. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hưng Yên xác định Phát và Minh cùng một số thanh niên điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và gây ra vụ tai nạn trên. Phát và Minh cùng một số thanh niên ở huyện Ân Thi đã rủ nhau điều khiển xe mô tô đi vào thành phố Hưng Yên chơi. Các đối tượng có mang theo một két đựng vỏ chai bia với mục đích nếu xảy ra va chạm sẽ sử dụng vỏ chai bia để ném. Khi đến địa bàn thành phố, giữa nhóm của Phát và hai nhóm thanh niên đang lưu thông trên đường có xảy ra va chạm nên các đối tượng đã điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, ném vỏ chai bia gạch vào nhau gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.